Chào các em, chương trình hóa chính sẽ được tiếp tục với bài 38 Acetylene. Đây là một hydrocarbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vậy, acetylene có công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Acetylene có công thức phân tử là C2H2, phân tử khối là 26. Bài học hôm nay sẽ lần lượt tìm hiểu các nội dung, tính chất vật lý, cấu tạo phân tử, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế. Đầu tiên là tính chất vật lý. Tương tự như metan và ethylene, acetylene cũng là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. Do ít tan trong nước nên người ta có thể thu acetylene bằng cách đẩy nước. Đây là nội dung ghi bài. Về cấu tạo phân tử, các em quan sát mô hình phân tử acetylene. Ngoài tạo liên kết đơn với hydro, giữa hai nguyên tử carbon có 3 liên kết, người ta gọi đó là liên kết 3. Trong liên kết 3 có hai liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học, nên acetylene có thể tham gia phản ứng cộng. Công thức cấu tạo, các em chú ý, giữa hai nguyên tử carbon có 3 liên kết. Đây là nội dung ghi bài. Với đặc điểm cấu tạo trên, acetylene có tính chất hóa học như thế nào? Có cháy được không? Có làm mất màu dung dịch chrome như ethylene hay không? Các em cùng theo dõi thí nghiệm. Không khí. Bóp nhẹ núm cao su của ống vuốt nhọn acetylene cho nước chảy xuống tác dụng với canxi carbua trong ống nghiệm có nhánh. Khí acetylene thoát ra từ nhánh của ống nghiệm được dẫn qua ống vuốt nhọn. Sau một thời gian, châm lửa đốt khí thoát ra ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát màu của ngọn lửa và giải thích. Acetylene cháy trong không khí với ngọn lửa sáng tỏa nhiều nhiệt. Sản phẩm của phản ứng cháy là khí carbon dioxide và hơi nước. Khi viết phương trình, các em chú ý viết T độ trên dấu mũi tên. Acetylene có làm mất màu dung dịch brom hay không? Chúng ta cùng theo dõi thí nghiệm. Lấy cùng một lượng dung dịch brom vào hai ống nghiệm. Sục khí acetylene vào một trong hai ống nghiệm đó. So sánh sự thay đổi màu sắc của dung dịch trong hai ống nghiệm. Giải thích và viết phương trình phản ứng. Dung dịch chrome đã mất màu da cam. Giải thích phản ứng này là do trong phân tử acetylene có liên kết 3CC. Trong liên kết 3 có hai liên kết kém bền sẽ đứt lần lượt trong phản ứng hóa học. Khi liên kết kém bền thứ nhất đứt, mỗi nguyên tử carbon sẽ cộng thêm một nguyên tử chrome. Liên kết kém bền thứ hai đứt, mỗi nguyên tử carbon lại cộng thêm một nguyên tử chrome nữa. Tổng cộng, mỗi nguyên tử carbon cộng thêm 2 nguyên tử chrome. Một phân tử acetylene khi tác dụng với một phân tử chrome sẽ tạo thành sản phẩm, trong đó có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử carbon. Trong liên kết đôi này lại có một liên kết kém bền tiếp tục đứt ra, tác dụng với một phân tử chrome nữa.
tạo thành sản phẩm. Khi cộng gộp hai phân tử này lại, chúng ta sẽ có một phân tử acetylen tác dụng được với hai phân tử brom tạo thành sản phẩm là tetrabromethan. Hoặc nếu dùng công thức phân tử, chúng ta có một phân tử C2H2 tác dụng với hai phân tử BR2 tạo thành một phân tử C2H2BR4. Acetylen làm dung dịch brom bị mất màu da cam. Phản ứng này được biểu diễn bằng phương trình hóa học như sau. Chú ý, dung dịch brom có màu da cam, còn sản phẩm là tetrabromethan không màu. Như vậy, acetylen có tham gia phản ứng cộng. Hiện tượng acetylen làm mất màu dung dịch brom được dùng để nhận biết acetylen. Về ứng dụng, acetylen là nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp. Các em có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa trang 121. Khi acetylen cháy trong oxy, nhiệt độ ngọn lửa có thể lên tới 3000 độ C. Vì vậy, acetylen được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxy acetylen để hàn cắt kim loại. Trong công nghiệp, acetylen là nguyên liệu để sản xuất poly, đặc biệt là polyvinylchlor dùng để sản xuất nhựa PVC hoặc sản xuất cao su, axit acetic và nhiều hóa chất khác. Với những ứng dụng trên, thì acetylen được điều chế như thế nào? Điều chế và thu khí acetylen. Ống nghiệm có nhánh đựng một vài mẩu canxi carbua, miệng của nó được đậy kín bằng ống hút nhỏ giọt chứa đầy nước. Bóp nhẹ núm cao su của ống hút để nước chảy xuống tác dụng với canxi carbua. Sau một thời gian, chụp miệng ống nghiệm chứa đầy nước vào đầu ra của ống dẫn khí. Acetylen thoát ra sẽ chiếm chỗ của nước trong ống nghiệm. Sau một thời gian, chụp miệng ống nghiệm chứa đầy nước vào đầu ra của ống dẫn khí. Acetylen thoát ra sẽ chiếm chỗ của nước trong ống nghiệm. Như vậy, trong phòng thí nghiệm, để điều chế acetylen, người ta dùng nguyên liệu là canxi carbua, đó là thành phần chính của đất đèn. Và khí acetylen được thu bằng phương pháp đẩy nước, vì khí acetylen ít tan trong nước. Điều chế acetylen theo cách này, acetylen thu được sẽ có mùi do lẫn tạp chất. Do đất đèn không tinh khiết, nên trong phản ứng sinh ra nhiều tạp chất. Chúng ta cần dùng dung dịch NaOH để loại bỏ những tạp chất này. Như vậy, từ canxi carbua, thành phần chính của đất đèn, khi cho tác dụng với nước, sẽ thu được khí acetylen và canxi hydroxit. Hiện nay, phương pháp hiện đại để điều chế acetylen là nhiệt phân metan. Khi nhiệt phân metan ở 1500 độ, độ C, sau đó làm lạnh nhanh, sẽ thu được acetylen và khí hydro. Bài học kết thúc. Các em nghe giảng chép bài đầy đủ. Nắm được đặc điểm cấu tạo, tính chất, vật lý, hóa học, ứng dụng điều chế của acetylen. Viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo của acetylen. Viết được phương trình phản ứng cháy, phản ứng cộng của acetylen. Phương trình điều chế acetylen. Sau đó làm bài tập 1, 2, 3 trang 122 sách giáo khoa. Chúc các em học tốt!